Sau nhiều tháng, Yahoo tuyên bố đấu giá bán mình, nhà mạng lớn nhất nước Mỹ Verizon sẽ mua lại Yahoo với giá khoảng 5 tỷ đô la. Thỏa thuận này đã được công bố trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào ngày 25 tháng 7. Hiện chi tiết thỏa thuận chưa được tiết lộ, hợp đồng sẽ bao gồm các sáng chế bất động sản của Yahoo. Thương vụ này sẽ giúp Verizon có quyền truy cập vào các công nghệ quảng cáo và các website của Yahoo với 200 triệu lượt khách truy cập trực tuyến. Đây cũng sẽ đánh dấu sự kết thúc của đế chế Yahoo, khi Yahoo sẽ chỉ còn nắm giữ 35,5% trong Yahoo Nhật Bản và 15% lãi suất trong số cổ phiếu Alibaba mà hãng đang nắm giữ. Yahoo ra đời năm 1994 là nhà cung cấp dịch vụ nội dung online giúp người dùng tiếp cận thế giới mạng sơ khai. So với Google, Facebook thì Yahoo đi nhanh nhưng mờ dần do chậm đổi mới. Đến năm 2008, Yahoo đã từ chối lời chào mua từ Microsoft và lâm vào nhiều năm bất ổn bất chấp những nỗ lực đưa công ty trở lại thời hoàng kim.